Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là hai chiếc vỏ JBL SDX725 phiên bản vỏ thùng loa cộng phân tần. Và cái này thì các bác có thể tùy chọn những cấu hình tùy chọn như sau. Ví dụ các bác mua vỏ thùng loa không mua phân tần, hoặc các bác mua phân tần không mua vỏ thùng loa. Với cấu hình hôm nay bên em giới thiệu với toàn thể các bác là vỏ thùng loa JBL SDX725 chuyên dùng cho các bác thay thế vào những cái hệ thống thùng loa kém dần theo thời gian, hoặc các bác muốn tự nắp lên một cặp loa các bác chơi cà phê sân vườn, phòng trà. Với kinh phí các bác đầu tư hạn hẹp, các bác không muốn mua sẵn mà là thích mua về tự nắp, tự ráp, tự trải nghiệm xem là chất lượng âm thanh của nó như thế nào, thì trong mặt các bác đây là cái sự lựa chọn của các bác nếu như các bác đầu tư các bác nhé. Vỏ thùng loa JBL SDX725 phiên bản này là 4,6 triệu và 4,7 triệu một đôi. Tại sao lại 4,6 triệu và 4,7 triệu nha? 4,6 triệu ấy thì là thùng cũng như vậy, 4,7 triệu cũng như vậy, nhưng có khác cái là thùng không có ốc chân gen và thùng có ốc chân gen. Ví dụ 4,6 triệu thì là thùng là không có ốc chân gen, ví dụ như 4,7 triệu thì là ông thùng nó sẽ có ốc chân gen bát check đầy đủ cho các bác. Đấy, các bác nhá, thùng này là phiên bản cao cấp nên là trên nóc thùng ấy là nó sẽ có những khay treo, quy treo vỉ ruồi để các bác có thể treo hoặc là đặt như nào đấy thì nó cũng tùy. Đấy, phiên bản này thì là bản mở rộng của các cái thùng như là 725 mà không có quy treo, thì con này nó sẽ quy treo và nó sẽ cao cấp cũng như là đắt tiền hơn. Với nước sơn trên cái thân thùng này các bác đang nhìn đây, đó là sơn sần giả cát này các bác nhé, sơn sần giả cát này các bác nhìn này, hòa hợp với thiên nhiên. Thùng đang quay có cả bướm nó bay vào cái thùng đúng không? Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, các bác nhá, đây là cái thùng này sơn sần đây, các bác nhìn đây nha, sơn sần theo kiểu sần cát, trên nóc đây là quy treo vỉ ruồi này. Đấy, thì đây là cái phiên bản thùng cao cấp hiện tại em đang có tại cửa hàng. Với cái mã sản phẩm 725 này thì giá là 4,7 triệu một đôi, là thùng ốc chôn gen đầy đủ, có quy treo trên nóc, gọi là có dây treo trên nóc, và với như các bác lấy thêm cả phân tần đi theo đồng bộ của loa nữa thì là sẽ vào như thường thường là phân tần em bán là 1,5 triệu một bộ, và các bác lấy cái thùng cả quy treo đầy đủ nó sẽ là 6,2 triệu. Nhưng khuyến mại cho các bác là chỉ có vài đôi duy nhất quay review giới thiệu các bác là vài đôi duy nhất, các bác lấy cả thùng cả phân tần sẽ có là 5,9 triệu thay vì là 6,2 triệu. Các bác đỡ đi được 300.000 cái tiền phân tần cũng như tiền thùng nếu như các bác mua giờ. Đấy, đây là một món quà gọi là dành tặng cho các bác trong thời điểm một năm kinh tế hơi buồn như năm nay. Đấy, không kiếm ăn được nhiều thì kiếm ăn ít thôi các bác nhé. Đây các bác xem này, cái thùng của nó làm rất là trau chuốt tỉ mỉ kỹ càng, và thùng này thì các bác nắp các thùng loa 10 năm in vào nó sẽ ra được cái chất của nó, khối lượng cộng hưởng rất lớn nhá. Thùng này có một họng kèn với góc mở trái phải là 75 độ, góc mở lên trên xuống dưới là 50 độ. Đấy, góc mở rất đầy đủ. Đấy, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé.